Hôm nay nhà mình ăn bí quyết chả lụa. Mỗi người một dĩa. Ướt này mình mua sẵn ở ngoài chợ. Ướt tươi người ta bán sẵn, mình chỉ mua về mình hấp lại, hâm lại microwave. Nè con, mẹ có đũa rồi nè. Cái chiều này mình đi chợ, chợ Việt Nam. Một cái khu mình thì có một cái chợ Việt Nam nhỏ nhỏ. Một tuần một ngày người ta mới đi và ra mấy cái thành phố lớn. Mới mua đồ về mới có đồ tươi. Thường thường nếu mà mình muốn đi chợ Việt Nam mà đồ thì phải đợi tới cuối tuần, mà từ nhà mình tới một cái chợ Việt Nam lớn thì khoảng 1 tiếng 30 phút. Cho nên nếu mà giữa tuần hay là gì đó mà mình cần cái gì gấp, thiếu cái gì bất chợt thì mình có thể đi tới cái chợ Việt, cái tiệm tạp hóa thôi ở Việt Nam nhỏ nhỏ thì họ cũng có bán đồ khô, nhưng mà đồ tươi thì một tuần một ngày người ta mới đi lấy hàng về. Thì hôm nay là mình mua một ít đồ xài trong tuần thôi, không có mua nhiều. Mình cũng không có chứa nhiều đồ tươi trong tủ lạnh, thường thường mình mua là ăn khoảng 2-3 ngày. Thì những cái đồ tươi mà rau quả của Việt Nam thì mình muốn, tại nó không có thuận tiện đó, cho nên mình muốn bảo quản lâu lâu một chút. Thì hồi chiều này mình đi mua về rồi mình đã rửa sạch sẽ rồi mình để nó ráo nước. Thì bây giờ mình mới bắt đầu bỏ vô cái giấy này, cái giấy paper towel này, để cho nó hơi ẩm. Rồi mình gói lại. Hồi chiều thì nhà mình ăn bánh ướt chả lụa, cho nên mình mua một ít rau rồi để ăn món này món kia luôn. Cái này mình cuốn nó lại như vậy. Rồi mình bỏ vô cái chiếc lót bát kín hơi. Thì mình bỏ vô cái gì mình zip nó lại thì nó sẽ giữ, nó hút hơi ẩm, cái tờ giấy này nó hút hơi ẩm mình giữ được lâu. Thì mình mua ngò, rồi mình mua một ít rau quế để tuần này mới có dự cuốn gỏi cuốn, thì có một ít rau thơm hay là ăn cái gì đó thì có cũng có một ít rau thơm. Bây giờ bên đây sắp là mùa đông rồi, cho nên mấy cái rau này, nhất là mấy cái rau Á Đông này nè, cũng mắc lắm. Mình đi mua cũng bất tiện nữa, tại vì mình không có ở gần cái chợ lớn. Mình mua về thì mình đã rửa sạch sẽ và mình sẽ đã để cho nó ráo hết nước rồi. Rối lại. Thank you.
lại rồi mình bỏ vô mấy cái bột giấy, bột nylon ziplock này mình lắm lại mình bỏ tủ lạnh thì nó sẽ tươi lâu hơn là mình chỉ đi chợ về rồi mình thảy nó vô tủ lạnh đó, thì chừng nào mình ăn mình lôi ra mình rửa thì cái đó nó sẽ mau úng lắm. Mình làm như vậy thì nó lâu úng. Đó thì mình cũng làm mấy cái rau húng mình cũng rửa sạch sẽ rồi, bọc giấy rồi. Cái này mình đã mua xả lách son, mình cũng rửa sạch lọc sạch sẽ rồi. Mình sẽ bỏ vô một cái ziplock bag. À, đây là giá, mình cũng rửa sạch sẽ rồi, mình sẽ bỏ vô ziplock bag. Có cái napkin như này. Mình mua mấy miếng cà hủ. À, mình ta chiên rồi, hồi nãy còn nóng lắm, bây giờ nó nguội rồi, để mình kho chay. Với lại king mushroom. Cái bánh tầm bì, bánh tầm khoai mì, mấy cái bánh là mấy cái bánh để mai ông xã ăn cực ăn sáng uống cà phê là xong rồi. Bây giờ mình sẽ bỏ vào tủ lạnh. Chanh bạc hà hãng ngày nấu canh chua tại mình có giá nè, có cà nè, có bạc hà nấu canh chua đó, là xong rồi. Cái này mình cũng bỏ vô bột nước lót để nó xong mình sẽ bảo quản được. Thường thường mình đi chợ thì mình
tính sẵn ở bữa nay ăn cái gì cái gì, ngày mai ăn cái gì, ngày mốt ăn cái gì, nó mình tính đủ cho 3 ngày thôi. Nó mình lên và mình lên thực đơn cho 3 ngày, còn mình đi chợ mình chỉ mua đồ để cho thực đơn 3 ngày thôi, rồi xong rồi chừng nào hết thì mình đi chợ tiếp. Thì mình ít khi mua thịt chợ Việt Nam, thỉnh thoảng thôi, thường mình mua thịt là mình mua thịt ở chợ Mỹ. Chợ Mỹ quen rồi, đi chợ mua chợ Mỹ quen rồi. Trim sạch sẽ, rửa sạch sẽ, cắt đầu cắt đít sạch sẽ, bỏ tủ lạnh. Khi nào mình ăn thì mình chỉ lấy ra mình nấu, ngược mình nấu thôi. Mình cũng đi làm, tại mình đi làm về rồi mình nấu ăn thì mình làm như vậy mình cũng đỡ tốn thời gian. Ở đây mình cũng quay cho các bạn thấy mình sắp cái tủ của mình, đồ tươi trong tủ như thế nào đó. Mình cái gì mình mua về, rau cải, hành, đồ này kia mình mua mình rửa sạch hết, mình bỏ từng bọc như vậy, có miếng mình sắp trong tủ như thế này. Khi nào mà mình nó gọn gàng như vậy thì mình biết là mình có cái gì ở trong tủ. Rồi khi mình nấu thì mình chỉ lấy cái bọc đó ra, rồi có đồ trong đó thì mình bắt đầu mình nấu. Vậy nó vừa lẹ vừa gọn, tất cả đều rửa sạch sẽ. Cảm ơn các bạn theo dõi video của mình.